xin chào tất cả các bạn, hôm nay đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình lại thực sự đến chủ đề xin giới quần áo nha các bạn. Và hôm nay mình sẽ không sửa quần áo nha các bạn. Hôm nay mình sẽ may một cái quần nha các bạn. Đây. Hôm sửa đồ cho khách thì mình khách lên đây quần đó các bạn. Đây mình sắn được hai miếng vải nè. Mình thấy bỏ đi thì cũng muộn quá nên mình sẽ quyết định dùng hai cái miếng vải này để may thử một cái quần em bé nha các bạn. Cho cháu mình mặc. Đây. Không, phải tận dụng được. Đó, cố tình mình cắt hơi dài dài một chút nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu may nha các bạn. Đây là lần đầu tiên mình may cái quần đó, không biết có thành công hay không nữa. Giờ mình bắt đầu cắt nha các bạn. Đây thì mình đo từ đây qua đây là 17 nha các bạn. Rồi xuống đây là 19 nha. Bây giờ mình cắt nha. Mình cũng không có biết may đồ đó, nên là lần đầu tiên mình may cái quần đó, nên làm đại thôi. Mình đây mình có giải phóng nè. Đây. Mình đã cắt hai cái ống quần rồi nên mình sẽ ráp lại nha. Mai hai đường này đó nha các bạn. À quên nữa. Hồi nãy là mình cắt cái vườn này qua là 15 nha các bạn. Rồi trên đây xuống là 19. Và từ cái chỗ miếng này xuống đây ngay chân cho cái ống này là ống 13 nha các bạn. Rồi bây giờ mình ráp lại nha. Là hay như thế này nè. Mình cũng chỉ may đại thôi. Hy vọng nó sẽ thành được cái quần nha các bạn. Đây, sẽ mang hai cái đường này lại. Một bên này nha các bạn. Này tiếp tục ngay bên đây lại. Bá đạo ha. Phải thun mà dễ may nhất luôn á, làm cái đập thoải mái thì thế nào cũng được, không sao hết. Đây, ấy, đấy, sắp thành nha các bạn. Bây giờ mình sẽ may cái đáy quần này lại nha các bạn. Nhờ khách mà cháu mình có được thêm cái quần này nè, tuyệt vời. Hai cái đường dòng đường đáy nha các bạn.
ngay chỗ cái đáy quần thì mình sẽ may hai đường các bạn cho nó chắc nha, thì mình may thêm đường nữa. Ra đây là lần đầu tiên mình may cái quần luôn các bạn, bởi vì mình chỉ sửa đồ thôi, mình không có may đồ đâu, mình chỉ học sửa thôi à, không biết may đâu. Đây. Đây. Giờ mình sẽ may cái mình đi chung mình may cái lưng lại nha các bạn. Đây nãy mình chuẩn bị sẵn rồi nè. Đấy, sẽ thành cái quần rồi đó. Mình may xong một cái đường này các bạn, bây giờ mình sẽ gặp như thế này nha, gặp như thế này là xong được cái quần rồi đó. Ten. Đây, xong rồi nha các bạn. Đây. Đấy. Ten. À, các bạn thấy không? Chỉ có hai cái ống quần bỏ đi thôi mình cũng có thể tận dụng mà được cái quần nè. Đây, các bạn thấy chia sẻ của mình không ít thì nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Đây. Đấy. Mình muốn các bạn nhớ tận dụng nha, biết đâu các bạn sẽ làm được một cái gì đó thiệt là hay. Mà mình cũng xin chia sẻ là cái tiệm sửa đồ của mình ở chợ Bách Hóa huyện Vĩnh Thuận tỉnh Kiên Giang các bạn. Bạn nào Vĩnh Thuận muốn sửa đồ thì đến nhé, hãy ghé tìm ủng hộ mình nha. Và chia sẻ của mình để may một cái quần tới đây là hết nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của mình nha các bạn. Đây, mình sẽ về cho cháu mặc cái quần này. Xin chào tạm biệt.